Xe 209 siêu phẩm anh em. Đây anh em, nước sơn đẹp vào 48A10212 nha. Xe ngay chủ anh em nha. Hồ sơ ký rút được đầy đủ, mới quyền cho Trần Anh tập đầu tiên thôi. Đây anh em, chủ nhà lên cái logo của dấu thập Chevrolet nè. Hai cụm đèn phía trước, phía sau là rin hết nè cô chú anh chị. Nước sơn rin còn, thùng mình cửa toàn bộ là chất sơn rin nha. Em này sơn rin đâu đó 60% anh em. Kết hợp chủ nhà lên mâm đúc, bốn quả giỏ đâu đó tương đối. Đây anh em, bốn quả giỏ đâu đó tương đối còn được tầm 60%. Gầm bọc ở trong là không có dấu hiệu là bục vọt ở dưới phần gầm. Đời 209 bọng về cỡ này thì anh em tự cảm nhận rồi. Anh em thấy gầm không? Gầm đẹp không ạ? Gầm khá là đẹp. Dán toàn bộ hệ thống pin cách nhiệt hết toàn bộ trên chiếc xe rồi anh em ạ. Đây là dàn mâm nè. Sáng trưng gầm bọc ở trong nè. Gầm bọc là không có một tí bục vọt ở dưới phần gầm nha anh em. Đăng kiểm tháng 8 năm 2024, cục máy nổ đứng gần không hề nghe tiếng máy luôn. Nước sơn đẹp lắm. Chuẩn gốc gia đình, nội thất mở cửa ra. Đảm bảo với cô chú anh chị ngất ngây, sáng tài cực kỳ. Xe người ta đi, chủ nhà đi, người ta giữ xe rất là kỹ. Hệ thống kính phía trước là kính rin toàn bộ này. Anh em nè, kính rin hết toàn bộ 100% nha anh em nha. Đây nè, trên phần kính lái là không có một tí chảy xước. Tắp bi cửa nè, bốn cái tắp bi cửa khá là đẹp. Hệ thống keo chỉ nè, keo chỉ anh chị mất phần nào trừ luôn cho anh 20 triệu nha anh em. Đây nè, hai bên kèo cột tán bản lề, thậm chí còn chưa mở nữa. Và đây cái thứ ba, cái vô lăng này. Họ nhìn kỹ cái vô lăng có đẹp không, có chỗ nào bị chầy hay bị chóc gì không. Trang bị màn hình cam dê full hết rồi. Dàn trần là nguyên bản là mới tinh luôn anh em. Anh em thấy dàn trần không, sạch sẽ như thế này quá đẹp chưa. Hệ thống kính là kính Dimaco hết nguyên bản của nhà sản xuất nha. Em này là nguyên bản ghế nỉ nè, chủ nhà đã bọc da ở trong, phía sau là hai loa nghe nhạc, dàn trần là sáng trưng luôn. Nội thất đẹp lắm, ti tán ốc tán bảy màu ở trong cửa, coi như là nguyên bản không có dấu hiệu khui ra cài lại hết nha. Đó, xe hàng đẹp và chuẩn chu cho anh em. Mời anh em trải nghiệm vô phần khoa động cơ máy nè. Đi chuẩn 107.000 thì máy này rin lắm rồi. 107.000 nè anh em. Máy lạnh AC nè, kích hoạt mở phải có lạnh, tắp lô tắp pin chỉ có những vân gai nè, có mới không ạ? Đó, vân gai cực kỳ là mới nha. Tem ở trong còn theo xe hết anh em. Đồng hồ đây, vòng tua nổ hết 0,9.000 vòng nha anh em nha. Mời anh em trải nghiệm tiếp tục vô phần khoang động cơ máy. Trợ lực quá nhẹ, hệ thống mút lốc theo xe. Có gia đình lấy mẫu này đi sướng tuyệt vời, tại vì cái mẫu này nó có 1.6 à, nó cũng tiết kiệm nhiên liệu cho anh em nha. Đâu đó lăn quanh mẫu này chạy rơi cho anh em làm 77 lít thôi. Đồ đẹp thì em này đi phải gọi là cực kỳ dễ thay dễ sửa, thậm chí mà con quăng ở chỗ gara nào người ta không sửa được hết á. Được cái máy móc êm lắm, máy em là không có điểm chê. Xe hàng cọp. Đây, chúng ta nói về nắp capo trước nha. Đây là hệ thống nắp capo nè anh chị. Keo chỉ riêng nguyên 100% là xe không cứng không lỗi, không mất một phân chỉ nào. Thậm chí từ những con tán nắp capo này, anh chị, là tán nắp capo nó còn đẹp như thế này. Đó, bà con coi kỹ chưa? À, anh em thấy không? Quay cận cảnh cỡ này nữa thì thôi. Cục máy là bao rin, máy móc chưa làm anh em nha. Máy móc rin hết. Dòng này đi 107.000 không thể nào làm máy được đâu anh em. Mấy mẫu này đi 100 mấy ngàn thì chắc chắn người ta cũng có thay côn rồi, còn máy móc là chưa làm gì cả đâu. Nè, ngay cả mặt nắp đầu ron cam cò chưa có mở bất cứ khoản gì luôn. Xài toàn bộ hệ thống IC hết toàn bộ. Đây là cục máy nè, máy êm ru. Đây, cái điều quan trọng nhất chúng ta phải bảo dưỡng. Bảo dưỡng cái gì? Bảo dưỡng cái hệ thống dây cô loa kem. Trong đây là có một cái dây cô loa kem anh chị nha. Cái này anh chị phải bảo dưỡng, chạy có tầm 80 đến 100 ngàn là mở ra kiểm tra kỹ cái này. Dây cô loa kem nó có dấu hiệu là nứt nè, tưa nè, anh em nên thay. Vì thay một cọc này nó có mấy trăm ngàn, nó không có nhiều tiền đâu. À, đây là cái đệm cao su nè, đệm cao su nhiệt của thân máy chưa mở luôn nè anh chị, nhìn kỹ nhá. Nó chưa mở nha anh em. Đẹp không? Daegu Genche, hai bên không đâm va, không lỗi lầm, không oán thoang, không trách phận, được chưa anh em?
Hàng đẹp, giá cực kỳ là ok luôn, giá rẻ lắm. 125 triệu mẫu này. 125 triệu mẫu này cho anh em. Được chưa? Anh em mua cho anh bớt 5 triệu cho anh em. Còn 120. Ok chưa anh em? Hỗ trợ góp cho anh em 20 triệu. Đây anh em, gầm này anh em. Gầm bao đẹp. Gầm bọc là không có một tí quạt dưới phần gầm nha. Đó, gầm này sạch lắm. Mời anh em trải nghiệm tiếp tục phần cốp sau. Nước sơn bóng loáng. Đây là cốp nè. Từ phần nỉ đến cái phần keo chỉ ở trong cốp hầu như là nguyên bản hết. Anh chị này, có mất phân chỉ nào không anh em? Không hề mất một phân chỉ nào hết nha anh em. Đây là cốp sạch sẽ chưa? Đó bà con coi nè. Cái mẫu xe tầm trung, anh em đi về đi tốt dùng bền với cái mẫu xe này. Màu đen rất là sang trọng nha anh em. Anh em nào quan tâm mẫu Gencha 2009 bản MT, alo cho Trần Anh ô tô. Trần Anh khép lại channel tại đây này nha. Em see you and goodbye.